Có không? Vâng, những gì các bạn chờ đợi, đây là bài review chi tiết chiếc Huawei P30 Pro. Thì để nói về sự thành công của Huawei sẽ có hai dòng sản phẩm quyết định, đó là P vào đầu năm và Mate Series sẽ hiện vào cuối năm. P Series thì sẽ hướng đến thiết kế thời trang cũng như là về camera. Nếu các bạn sẽ thấy là thay vì là làm camera kiểu ô vuông giống như là dòng Mate thì P là để theo chiều dọc. Bởi vì khi xoay ngang ra chụp hình thì trông nó rất là cùn ngầu như một chiếc máy ảnh du lịch. Và hôm nay mình sẽ đánh giá chi tiết các bạn về cái sản phẩm này. Trước khi đến với camera thì là điều khá là rõ bởi vì các bạn đã nắm bắt rất nhiều thông tin trên Internet. Đây là chiếc smartphone sở hữu điểm DxOMark cao nhất cũng như là điểm zoom khá là vô đối. Vì vậy mình sẽ đi qua các cái yếu tố khác để tạo nên một chiếc điện thoại. Thời trang là điều mà dòng P hướng tới. Chính vì lẽ đó mà nó ra mắt ở Paris, nơi được gọi là kinh đô thời trang mà cũng như là luôn có những màu sắc mới mẻ nhất. Chính Huawei đã là người khởi xướng trào lưu màu sắc gradient biến đổi và giờ P Series đã có thêm rất nhiều màu đa dạng. Mình đang sử dụng một cái màu gọi là xanh thiên thanh và nó rất là đẹp, có sự nhẹ nhàng, nhã nhặn và rất là sang chảnh. Để tạo nên điểm nhấn và cầm nắm chắc hơn, Huawei đã gọt cầm trên và dưới của nó như các bạn thấy. Thay vì là làm cong một chút giống như là chiếc P20 Pro và cho chúng ta cái cảm giác nó mạnh mẽ và không bị mềm yếu một cách quá đáng. Về màn hình thì có một cái câu mình đã hỏi là tại sao Huawei lại không làm cái màn hình là tai thỏ? Tại sao họ lại không làm cái màn hình là dạng nốt ruồi mà trước đây thì bản thân là chiếc Nova 4 của Huawei đã có rồi mà họ lại không đưa lên chiếc P30 Pro này? Thì câu trả lời mình nhận được đó chính là việc là P30 Pro là một dòng sản phẩm là nhấn mạnh đến là thiết kế thời trang và hướng đến cái đẹp. Thì và họ cho rằng là khi mà chúng ta sử dụng kể cả tai thỏ hay là nốt ruồi thì nó khiến cho chiếc điện thoại này sẽ thiếu đi sự cân đối. Và vì vậy nên họ quyết định sử dụng là thiết kế giọt nước là cái cân đối nhất. Chúng ta nhìn vào không bị cảm thấy khó chịu và cũng như là tạo ra cảm giác không gian nó không thực sự tốt. Còn về chất lượng thì sao? Thì không cần phải bàn cãi quá nhiều về cái màn hình OLED cao cấp. Năm ngoái mình có review P20 Pro và đã nói nó có màn hình hiển thị ngoài trời rất là tốt. Nhưng mà cảm giác về màu sắc và độ nổi khối thì nó không quá ấn tượng. Nhưng năm nay P30 Pro thì màn hình có sự lột xác rất đẹp và tuyệt vời. Bên cạnh đó nhà sản xuất này thậm chí còn tích hợp luôn loa thoại vào trong màn hình. Ban đầu mình đã sợ là cái chất lượng âm thanh của nó không tốt, nhưng đến khi nghe gọi thì rất là bình thường. Các bạn vẫn sử dụng nó đưa lên tai và nói chuyện, âm thanh nó được truyền ra và chúng ta nghe nó không bị bé, không bị rè, không gì hết. Bởi vậy nên đây là một cái công nghệ giúp cho cái thiết kế của máy ngày càng đẹp hơn, không cần có khe loa ở bên trên mà các bạn đã thấy là tạo nên sự liền mạch. Hiệu năng của P30 Pro thì sử dụng cấu hình giống Mate 20 Pro, trải nghiệm hàng ngày với các ứng dụng như là chỉnh sửa ảnh này, lướt Instagram hay là lướt web của mình đều cực kỳ là đã, như một chiếc flagship trong tầm này nó phải đem lại cho các bạn. Flagship mà sao những cái thao tác cơ bản như thế mà không đáp ứng được. Và game thì mình chơi ít, nhưng mà nếu các bạn muốn xem thì các bạn nên tham khảo ở bên 30 phút gaming Relap có làm để đánh giá cụ thể chơi game của nó như thế nào để đáp ứng với nhu cầu phù hợp của mọi người. Pin lại là một cái yếu tố mà mình lại trải nghiệm rất là nhiều, bởi vì sao? Nó là máy chính mình lắp vào, nghe gọi, nhắn tin, Instagram, xem YouTube và kết quả pin của nó thực sự tốt như thông số là 4200 mAh. Với trải nghiệm hàng ngày của mình vẫn được là 6 giờ on screen và có những lần mà mình chơi cả game thì vẫn đạt được 5 giờ thoải mái. Bên cạnh đó, nếu hết pin thì chỉ cần 40 phút là sạc được 90% pin P30 Pro, một yếu tố của đánh giá rất cao của chiếc smartphone. Tất nhiên là những gì mình nói phần lớn là những điều khen tốt và mình không muốn biến cái video này chỉ thành một cái là khen và những điểm đáng mua, mà bao giờ mọi sự kiện sẽ có hai mặt và mình bây giờ phải đi sâu vào cái việc là có điểm yếu gì của nó mà các bạn sẽ không yêu thích. Điều đầu tiên mà mình sẽ cần phải nói đó chính là phần mềm. Đây là cái điều mà Huawei đã gặp phải trong suốt những thời gian và mình cũng đã góp ý nhiều lần nhưng vẫn chưa có sự cải thiện một cách rõ rệt. Các bạn thấy là giao diện của máy vẫn có gì đó nó chưa thực sự hiện đại và cao cấp như là vẻ bên ngoài. Tức nghĩa là bên ngoài trông nó rất là xịn nhưng mà bên trong lại trông nó hơi bị trẻ trung quá, giống như các bạn trẻ teen lên thị trường mà dòng các sản phẩm của Nova chẳng hạn. Bên cạnh các tính năng hay như là chụp màn hình bằng cách gõ hai lần này, quay video màn hình của nó cũng tích hợp sẵn cực kỳ là tốt để có thể mà làm những cái video review các bạn. Thì những cái chưa tốt ví dụ như là zoom ảnh bằng hai ngón tay rất hay bị nhầm tính năng high touch của Huawei, và các cái thao tác vuốt điều hướng ấy thì lại vuốt từ bên trái và bên phải màn hình. Với một cái màn hình phẳng thì không sao, nhưng đây là màn hình cong và thao tác ở hai bên màn hình này thì chưa thực sự được thoải mái như là trên con P30 màn hình phẳng ấy mình dùng thì lại đã hơn.
Và các cái phím chức năng như zoom camera vẫn phải để ở bên phải, và nó cái việc sử dụng một tay ấy, thì lại tiện cho những ai mà thuận bằng tay phải thôi. Còn ai thuận tay trái thì lại hơi khó sử dụng. Và mình lại là người thuận chụp hình bằng tay trái thay vì sử dụng bằng tay phải. Như Tuấn Ngọc bên Relax thì lại thuận tay phải, thì lại rất thích để lệch ở một bên như thế này. Và các bạn thấy rằng có một vài điểm nhỏ khác, như là máy chỉ có một loa ở bên dưới thay vì nó sử dụng loa kép để đem lại trải nghiệm nghe nhạc xem phim giải trí tốt nhất. Như vậy điểm qua cũng đã có một vài cái yếu tố là chưa thực sự hoàn hảo, gọi là tốt nhất ở chiếc máy này. Và rõ ràng chúng ta sẽ thấy rằng bao giờ cũng sẽ có những cái điểm mạnh mà smartphone muốn hướng tới, và chắc chắn chúng ta không thể bỏ qua là cụm camera. Người ta hay bảo là tình yêu hay khiến chúng ta bị mù quáng, thông tin hỏi Tú thì biết rất hay bị đau đầu, nhưng mà vẫn cứ tiếp tục mà yêu mà thôi. Và vì vậy nên cái tình yêu dành cho camera của chiếc P30 Pro sẽ khiến cho nhiều người quan tâm nó hơn so với những cái điểm yếu mà mình vừa nêu qua. Về chất lượng camera thì mình đã có một bài phân tích về zoom, chế độ chụp đêm. Hai yếu tố này thì chắc là P30 Pro hiện tại là khá vô đối, đối thủ xứng tầm cho chụp đêm chắc chỉ có Pixel 3 XL. Như trang Android Authority thì đã có nhận định rằng máy cho chất lượng tốt, chi tiết cao, màu sắc dễ chịu và cân bằng trắng tốt, giải nhạy sáng rộng. Chế độ chụp chân zoom P30 Pro là một trong những máy tốt nhất khi sử dụng thêm là camera TOF để đo khoảng cách, cho điện thoại thêm những hiệu ứng bokeh tự nhiên. Thế nhưng đừng có hiểu rằng nó hoàn hảo, mà nó vẫn sẽ có một chút lỗi trong quá trình ta chụp khi mà có những cái chi tiết quá nhỏ. Bên cạnh đấy thì tùy theo chất lượng ánh sáng xung quanh có thể ảnh cho ra chi tiết cao, nhưng mà đôi lúc thì màu da hơi sẫm và tối. Và cũng điều rõ ràng là khi mà nó chuyển sang sử dụng cái hệ thống là REIB thay vì RGB như thường lệ, thì cái điểm đặc trưng là cái màu vàng của nó, cảm giác là nó sẽ vàng hơn so với những cái tấm ảnh mà chụp những chiếc smartphone khác. Màu sắc thì có cái gì đấy hơi phẳng, cái độ nổi khối của ảnh thì nó không quá cao. Và mình thấy rất nhiều người là bảo rằng cái ảnh như thế thì cho vào cái ứng dụng chỉnh sửa ảnh thì nó sẽ đem lại cái khả năng chỉnh sửa tốt hơn. Còn nếu mà những cái ảnh nào mà quá đậm đà và nổi khối rồi thì khi chỉnh lại thì nó không được tốt. Cái này thì thực sự mình không rõ, thì các bạn nào hay chụp hình thì cho biết thêm. Cá nhân mình thấy thì với những cái chiếc máy ảnh này thì mình chụp thì mình hay dùng Snapseed để chỉnh lại cho nó tốt hơn. Còn trong điều kiện thiếu sáng, P30 Pro thì vẫn tăng chi tiết, tăng độ sáng tương phản bằng cách chụp nhiều tấm ghép lại. Yêu cầu bạn cầm máy rơi tầm khoảng từ 4 đến 7 giây, bù lại sẽ có một tấm ảnh cực kỳ tốt. Khả năng chụp ảnh của máy có thể nói là trong điều kiện thiếu sáng bây giờ khó mà có nhiều đối thủ thể bì kịp được. Nhưng có một cái điểm yếu mà mình sẽ bổ sung, đó là sự đầu tư về quay video. Cá nhân mình thì lại một trường hợp đặc biệt là gì? Mình quay video rất là nhiều. Các bạn còn thấy cả vlog mình làm ở trên kênh của Vlog Studio quay từ chiếc máy này. Và kết quả là về cơ bản so với Mate 20 Pro mình không thấy sự cải thiện nhiều. Màu sắc đôi khi quay hơi bị đậm đối với da người. Tức nghĩa là với những cái khác thì không sao, nhưng với da người, đặc biệt là với những cái người mà có màu da đã đậm sẵn, thì nó cảm giác không được thực sự tự nhiên. Và nếu góc độ mà mình cho rằng thì iPhone XS Max vẫn đem là cái chiếc điện thoại mà mình đang quay video là thấy tốt nhất so với tất cả những chiếc điện thoại trên thị trường, thì chiếc P30 Pro rõ ràng là cần phải sự cải thiện rất là nhiều để cho nó có thể bì kịp. Trong khi camera chụp hình của nó thì đang trong nhiều yếu tố là khá vô đối, thì video thực sự cần phải đầu tư hơn nữa. Tổng kết lại thì hiện tại top 3 thế giới thì có Huawei, Samsung và Apple là 3 nhà sản xuất đang dẫn đầu về rất nhiều công nghệ như là những cái phát minh mới. Và với cái việc Huawei ra mắt P30 Pro đã làm thành công là gây được sự chú ý và tiếng vang. Máy có camera thực sự đẹp, zoom bá đạo, màn hình, thiết kế đều rất tốt, pin khỏe. Còn lại thì đã tồn tại một vài điểm yếu mà mình vẫn chưa hài lòng, như là về phần mềm này, hay là về một số chức năng, các cái công tắc trong quá trình sử dụng, hay là về quay phim là một yếu tố mà mình rất là cần. Thì các bạn nghĩ sao? Với tình yêu của mọi người thì các bạn sẽ yêu thích một chiếc điện thoại có sở hữu được đầy đủ yếu tố của nó hay không? Bởi vì như mình đã nói từ đầu, nó hướng tới là chụp hình và cũng như là thiết kế thời trang của dòng P. Và các bạn muốn kỳ vọng thêm những gì nữa thì chúng ta sẽ còn dòng Mate ở cuối năm. Mọi người đừng quên comment ý kiến cũng như là bình chọn góc màn hình cái sự yêu thích các bạn đối với sản phẩm này. Hẹn gặp các bạn các video lần sau. Không, em hay để xuống cắm sạc đi. Em tắt đi xong em để xuống cắm sạc. Để xuống sạc.